thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang đến với kênh test âm thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Thì trước mắt quý vị và các bạn đây là một đôi loa đồng trục. Đến từ Nhật Bản nha các bạn, sở hữu bass 30 thì gồm bass 30 và một chép nha các bạn. Chẳng gì hai chúng bị một vết một đường đó quý vị, đã cho khắc phục rồi nha quý vị, khắc phục rồi cho nên đo này bán giá rất là mềm luôn nha quý vị. Mai lỡ ai mình xa nhau đừng khóc cho chất âm rất là tuyệt vời luôn. Đôi này thì lắc sẽ công bố giá quý vị. Đôi kích thước cao chiều ngang 40, chiều sâu cả chân là 42. Thùng quách thì rất là to đẹp luôn. Đôi này là cao 81. Có một bên qua nó bị một vết dài nhưng mà nó còn khoảng 4-5 cm gì đó, nhưng mà đã khắc phục rồi. Nói chung nhìn ở ngoài vào quý vị không thấy đâu, chỉ có tháo cổ quý vị nhìn trong ra mới thấy thôi. Đôi này thì bên em bán nhanh cho quý vị giá 10.500.000 nha quý vị. Giá 10.500.000 cho một đôi loa đồng trục rất là đẹp như thế này. Cái đèn này nó không phải chớp như ngoài nha các bạn, trên màn hình em không hiểu sao nó chớp chứ ngoài nó không chớp vậy đâu nha. Đây là con âm ly cổ Chio 410, đánh 4 cái nồi sắt xuất 5 tụ, chất âm nó hay như đèn nha các bạn, ghép rất là hay với nhiều dòng loa Mỹ và những cái dòng loa cổ như loa đồng trục như thế này, đánh rất là tuyệt vời luôn. Thùng nó thiết kế cực kỳ đẹp nha các bạn, nhìn là khó chê. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ quen, lời khiến thứ quá tâm tư cho mặt tròn. Phía sau đơn giản thôi, chỉ có 2 chặng lo thôi ha. Thành quá góc cạnh rất là đẹp nha. Quý vị là có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Cả thùng cả loa như thế này thì 10.500.000 nha quý vị. Giá này là bao ship toàn quốc cho quý vị luôn nha. Thùng rất là to nha quý vị, to và nặng. Chất âm nếu mà quý vị mua những đôi loa
tầm giá này thì sẽ không được cái chất âm hay như đó đâu quý vị. Thì quý vị nghe cũng đã đánh giá được phần nào rồi ha. Rồi xin kết thúc video tại đây. Quý vị nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Cảm ơn.